Cô Su Nam vận động thỉnh nguyện thư cho bà Cấn Thị Thêu, ông Trịnh Bá Tư và Trịnh Bá Phương. Như thường lệ hàng năm vào cuối thu, Ủy ban Thụy Sĩ Việt Nam Cô Su Nam có trụ sở tại Geneva đã tổ chức bữa cơm gây quỹ cho các tù nhân lương tâm Việt Nam. Đồng thời, Ủy ban cũng thông tin đến quan khách về tình hình vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Vào ngày 23 tháng 11 năm 2022, Ủy ban Thụy Sĩ Việt Nam Cô Su Nam đã vận động chữ ký cho thỉnh nguyện thư gửi đến nhà cầm quyền Việt Nam về trường hợp giam giữ tùy tiện ba mẹ con là bà Cấn Thị Thêu, anh Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư, yêu cầu nhà cầm quyền phải bảo đảm quyền của họ trong lúc bị giam giữ và phải trả tự do lập tức cho họ. Thỉnh nguyện thư đã thu được trên 100 chữ ký trong ngày. Các chữ ký đến từ các thành viên của Ủy ban, các thân hữu hiện diện cũng như được sự ủng hộ rộng rãi của các chính giới và dân biểu tại Thụy Sĩ.